hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có một cái lô dây hạt châu Như F2 lưới bọt gieo hạt cho cô chú. Và đây là cái mặt hoa mẹ của châu Như F2 lưới bọt nè cô chú. Đây là mặt hoa mẹ nha cô chú. Và đây là châu Như F2 nè, đó, mặt hoa nó là như vậy. Đây là mặt hoa mẹ nha cô chú. Đó, hoa rất là đẹp luôn á. Lưới bọt. Và cây lưới bọt này giá trị của nó rất là cao nên người ta đã làm, người ta đã gieo hạt lên cô chú. Và đây là một số mặt hoa của châu Như F2 gieo hạt. Đã nở mặt hoa, đã sổ và con đã được chụp lại nha cô chú. Đây là một số mặt hoa đã sổ nè. Đây là một số mặt hoa đã sổ nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ở đây con sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Và đây là mặt hoa của châu Như F2 gieo hạt. F2 lưới bọt gieo hạt mã số 1 nha cô chú. Và giá chỗ này là 350, đang có một mầm nhỏ nè và hai thân lớn cô chú. 350.000, mã số là mã số 1. Chỉ có khoảng 10 đến mười mấy chậu nha cô chú, không có nhiều. Châu Như F2 hàng gieo hạt. Mã số 1. Và giá của nó rất là mềm nha cô chú, giá là 350.000 cho mã số 1. Về mình sổ hoa chú, cái này đã đứng ngọn rồi, chưa sổ hoa luôn á. Đã ra rễ rất là tốt. Chứ ở ngoài người ta đang làm đường nên hơi ồn tí nha cô chú. Thân dài nhất là được khoảng 25 cm và cái thân ngắn thì được khoảng 15. Giá của nó là 350.000 mã số đầu tiên. Đây là mã số 1 nha cô chú, 350. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 2 nha cô chú. Và hai cái thân này thì nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Giá của nó là 350.000 nha cô chú. Một thân là dài được 25, một thân là 20 và thân nhỏ nhất là khoảng 10 cm. Và giá của nó là 350.000 mã số thứ hai. Mã số 2, hai thân này vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Giá là 350 cho mã số 2. 250, xin lỗi chú, 350.000 mã số 2. Đã ra rễ rất là tốt nha cô chú. Mã số 2 giá là 350.000 chưa sổ hoa luôn á. Và mã số tiếp theo đó là mã số 3 cô chú. Một thân nhỏ đã đứng ngọn và một thân lớn này thì vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Giá của mã số 3 này là 280.000, nó dài được khoảng 27 cm. Giá là 280 nha cô chú, châu Như F2 lưỡi bọt hàng gieo hạt. 380.000 và mã số của nó là mã số 2. Xin lỗi cô chú, mã số là mã số 3 nha cô chú. Mã số 3 giá là 280.000, châu Như F2. Mã số 3. Tiếp tục là mã số 4 nè cô chú. Đây là hàng thuần rồi nên đã ra rễ rất là tốt nha cô chú. Hai thân đã đứng ngọn. Một thân là đang dài tầm khoảng 23 cm. Và cái thân ngắn thì nó được khoảng 13 cm nha cô chú. Đã đứng ngọn, thân đã bắt đầu nù ra nè. Và giá của nó là 280.000. Và mã số là mã số 4 nha cô chú. Giá hạt châu Như F2 lưới bọt hàng gieo hạt mã số 4. 280.000. Mã số tiếp theo là mã số 5. Và cái giò này thì nó cũng có hai thân đã đứng ngọn rồi. Cái này thì có thể mình về mình kích hoa được rồi nha cô chú, để mình xem mặt hoa sổ nó như thế nào. Và một thân là dài được 13 và cái thân dài nhất là khoảng 15 cm nha cô chú, có hai thân. Giá là 280.000 và mã số là mã số 5. 280 cô chú, mã 5. Tiếp tục mã số tiếp theo, mã số 6. Có một thân cô chú đã đứng ngọn và thân này thì nó dài tầm khoảng 22 23 cm. Đây là mã 6 nha cô chú. Giá của nó là 250.000, có một thân đã đứng ngọn, chú nhìn thân nó ú nù luôn, rất là đẹp nha cô chú. Mã số 6 giá là 250.000, châu Như F2 lưới bọt hàng gieo hạt. Mã 6. Tiếp tục đây là mã số 7 của chú, cũng có giá là 250 luôn, đã đứng ngọn. Và thân này thì nó dài tầm khoảng 25 cm nha cô chú, 24-25 nè. Đã đứng ngọn đó. Và cái này thì nó chuẩn bị là nó sẽ nù ra và nó tuột lá nên sẽ cho hoa hoặc là sẽ cho kỳ nha cô chú. 250.000, châu Như F2 giao hạt, mã số là mã số 7. 250. Tiếp tục đây là mã số 8. Và mấy cái giò này là hàng thuần nên đã ra rễ rất là tốt nha cô chú. Giá cũng là 250 luôn, có một thân. Và thân này thì đã đứng ngọn rồi. Nó dài được tầm khoảng 27 cm cô chú. Giá là 250.000. Mã số là mã số 8 nha cô chú, 250.000 mã số 8. Tiếp tục là mã 9 của chú, giá là 250 luôn. Giò này thì đã bắt đầu tuột lá rồi. Đang tuột lá nha cô chú. Và cái giò này á, thì thân nó tuy là ngắn nhưng mà nó đang có một cái thân già ở gốc nha cô chú. Dài được khoảng gần 20 cm nè, 17 cm. Và đang có một thân già ở gốc nè. Đó, có thể mình làm kỳ được. Giá của nó là 250.000 và mã số là mã số 9. 250.000 cho mã số 9 của chú.
Và mã số tiếp theo là mã số 10. Đây, rễ ra như giá luôn rồi chú, mắt ngủ rất là sáng, rất là tốt. Và giờ này thì đang đi ngọn một thân. Và thân này thì nó dài tầm khoảng gần 30, giá cũng là 250.000 luôn. Và mã số là mã số 10 nha cô chú, 250.000 cho mã số 10. Tiếp tục đây là mã số 11 cho như F2 giao hạt. Và cái thân này thì nó dài được tầm khoảng 22-23 nè. Đã đắt đầu đang đứng ngọn và chuẩn bị là thân sẽ nụ ra, tuột lá và cho hoa nha cô chú. Giá là 250.000. Và mã số của cái chậu này là mã số 11, 250.000 cô chú, mã 11. Tiếp tục đây là giờ châu Như F2 giao hạt, mã số của nó là mã số 12. Và giờ này thì một thân này nó dài tầm khoảng 34 cm và giá của nó cũng là 250.000 luôn. Đã đứng ngọn nha cô chú, thân rất là mập, rất là khỏe. 250. Và mã số của nó là mã số 12. Tiếp tục đây là giờ châu Như F2 giao hạt, mã số 13 nha cô chú. Giá cũng là 250.000 luôn, mã số 13. Và cái cọng này thì thân nó đang dài được khoảng 18 cm nha cô chú, giá là 250. Và mã số là mã số 13, châu Như F2 hàng giao hạt, 250.000 cho mã 13. Tiếp tục đây là mã số 14 nha cô chú, một thân vẫn còn đang đi ngọn và nó dài được tầm khoảng 32 cm. Giá của nó là 250 luôn cô chú. Mã số là mã số 14, giá là 250.000. Đang đi ngọn nha cô chú, mã 14. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 15. Và giờ này thì nó đang có một cái mầm nhỏ và một cái thân già. Giá là 250.000, mã số cuối cùng, mã số 15, châu Như F2 giao hạt nha cô chú.